thầy sẽ quay phim lại rồi thầy chuyển cái file cho các bạn, thì nó cũng không biết là nó có cải thiện được cái Ok, chất lượng hay không. Thì là hiện nay là chúng ta đang đang quay phim nè. không hiểu lắm không? Thôi được rồi, để thầy quay lại ở đây đi. Rồi thầy sẽ chuyển cái file này cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi vào cấu hình nha. Với cái bài làm của mình thì các bạn đã nhìn thấy là nó sẽ có các thiết bị như thế này. Router, hai cái router được kết nối với nhau thông qua cái cổng là serial PCI. Chúng ta không có kết nối qua cái cổng dây mạng bình thường. Mà với cái thiết bị của Cisco thì chúng ta có những cái cổng kết nối nó đặc biệt hơn để mà cái tốc độ nó sẽ tăng, tốc độ nó sẽ tăng cao. Nó làm cho cái đường truyền mạng của chúng ta nó sẽ đảm bảo được tốc độ hơn. Rồi cái thứ hai là cái thiết bị này hôm trước chúng ta chưa làm. Thiết bị này là switch. Như vậy thì trong cái switch này người ta không có cấu hình IP. Các bạn chú ý là trong cái switch bình thường ha. Bình thường thì chúng ta không cấu hình IP gì hết. Như vậy thì máy tính nó kết nối qua switch, rồi từ switch kết nối qua router, thì các thiết bị này cứ kết nối với nhau thông qua một cái đường dây liền, thông qua một đường dây liền. Còn nếu mà từ máy tính mà kết nối qua router thì các bạn sẽ kết nối qua cái đường dây đứt, đứt tức là cross, tức là cáp chéo. Còn cái này là chúng ta kết nối cáp thẳng, được chưa? Như vậy thì khi mà chúng ta kết nối thì các bạn sẽ xây dựng mô hình này ra. Và trong cái bài mà thầy làm mẫu ở đây thì các bạn thấy là với một cái hệ thống máy tính chúng ta kết nối qua cái router, kết nối qua router thì ít khi mà người ta kết nối vừa đây qua switch rồi đây qua router luôn. Thì nếu như mà chúng ta làm á, thì nó sẽ thực tế hơn tí xíu. Giả sử bạn sẽ có một cái laptop bạn mang theo để bạn cấu hình, laptop mang theo cấu hình, và từ đây chúng ta sẽ sử dụng là cái laptop này nối qua modem chứ không phải là qua router chứ không phải là cái máy lúc nãy. Đấy, như vậy mình cấu hình vô đây, mình kết nối mình cấu hình xong thì mình lại mang cái kết nối này mình qua mình cấu hình cái router tiếp theo, đúng không nào? Như vậy thường khi mà chúng ta cấu hình thì chúng ta sẽ có một cái máy để chúng ta đi cấu hình. Còn các cái máy ví dụ như là PC không, rồi laptop không, là những cái máy của hệ thống rồi, chúng ta không sử dụng để cấu hình. Thì thường là như thế để cho nó tiện trong cái quá trình làm việc. Như vậy tí nữa thầy sẽ xây dựng cái mô hình và thầy cũng dùng dùng cái laptop phụ. Cái chỗ nào các bạn bị nhiễu á, các bạn tắt cái mic dùm cho thầy đi. Nhà ai có chim keo vượn hú nhiều Hoàng Minh tắt quay đi kìa. Con thầy quay rồi. á. Tắt tiếng mình đi à? Thầy đã quay rồi, các bạn Minh khỏi cần quay video đi, thầy quay rồi. Rồi như vậy chúng ta bắt đầu xây dựng cái mô hình này. Chúng ta sẽ có router. Cái router này các bạn có thể là sử dụng con 2811. Như vậy cái này là sử dụng con nào cũng được, nhưng mà đây là những cái con cơ bản. Đó. Rồi cái con mà bữa hôm trước chúng ta hay dùng là con BT. Như vậy hai cái này nó có gì khác? Ví dụ như ở đây nó có cổng phát Ethernet 01. Rồi. Dưới này thì nó có cổng serial luôn. Như vậy thì nếu như mà chúng ta dùng cái cổng mà cái con router BT đó thì nó có nhiều cổng hơn. Nó có nhiều cổng hơn. Nó có hai cổng fast net nè, nó có hai cổng serial, bốn cổng fast net, có hai cổng serial. Rồi chúng ta có tổng cộng 6 cổng. 6 cổng. Còn nếu như mà các bạn sử dụng con này thì các bạn phải thêm thiết bị vào. Bởi vì cái này nó không có cổng serial. Như vậy mình không kết nối từ cái router này qua router này. Được chưa? Như vậy thì các bạn chú ý là tùy theo cái thiết bị chúng ta dùng
chúng ta có thêm cái thiết bị bạn được hay không. Như vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là thầy sử dụng cái con mà đang thiếu thiết bị này. Đó, đang thiếu thiết bị để thầy thêm thiết bị vào để các bạn thấy ha. Ví dụ như là cái này là nó có cái cổng MN1S nè, tức là cổng này là cổng Serial, bạn có thể thêm vào đây, tắt đó, thêm vào. Như vậy bạn thấy là nó gắn thêm đây hai cổng mà, hai cổng dây mạng nè, đây hai cổng dây mạng nữa nè, được chưa? Rồi ở đây là hai cổng Serial nè, rồi mình mới gắn thêm cái nè, mới gắn thêm cái, đó là với lại cái thiết bị cũ là PT router là hôm trước mình hay xài. Bây giờ giả sử như là với cái thiết bị mới này thì nó có gì? Với thiết bị mới các bạn thấy là nó chỉ có là hai cổng mạng LAN thôi. Còn cái cổng Serial là hiện nay nó chưa có. Ha, cổng Serial hiện nay nó chưa có. Và cái phần bố trí ở bên trong cái cạc mình cắm vào. Cái mà NM1S cũng không thấy này. 1S cũng không thấy. Như vậy mình sẽ dò ở đây nè. Khi mình click chuột ở trên này, mình sẽ thấy nó xuất hiện cổng gì. Khi nào mà mình thấy nó xuất hiện cổng Serial là mình có thể là sử dụng để mà kết nối vô. Đó. Vậy thường chúng ta sẽ sử dụng ở dưới này. Đây, nó có cổng Serial này. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn IC2T. Đó là 2T. Thì chúng ta sử dụng cái Serial của chỗ 2T này để chúng ta kết nối vào. Okay. Nó báo là gì? Không thể ép nó. Bởi vì cái nguồn đang mở. Cái nguồn nó mở, phải tắt cái nguồn đi. Chưa tắt. Rồi, mình phải tắt cái nguồn. Ha, kéo cái nguồn. Đấy. Như vậy sau khi mà chúng ta đã ép được các bạn rồi thì chúng ta mở nguồn lên lại. Mở nguồn lên lại thì các bạn sẽ thấy được cái cổng Serial. Serial 10. Xịt 3, xịt 0 và xịt 1. Còn bên này nó cũng y chang như vậy nhưng mà nó chưa có. Rồi bên này chúng ta cũng add thêm vào. Add thêm vào là phải tắt nguồn trước. Giống như là các bạn đang đi mua thêm một cái cạc mạng, một cái bo về các bạn gắn vô vậy các bạn. Giống như một cái máy tính thực sự. Đó, mình gắn vô. Rồi mở mạng lên nè, mở máy lên. Như vậy là hai bên chúng ta đã có được hai cái Serial, bên này là 10, 3, xịt 0. Bên này cũng là 10, xịt 3, xịt 0. Rồi chúng ta sẽ có kết nối máy tính vô. À, thêm switch nữa, switch là cái này. Switch là cái này ha. Rồi chúng ta sẽ lấy một con switch bình thường. Ví dụ chúng ta lấy switch ở đây. Rồi một con máy tính. Như vậy máy tính thì các bạn lấy gì cũng được, PC cũng được, laptop cũng được, nó cũng giống nhau thôi, nào cũng được cả. Rồi lấy thêm một con laptop ra để cấu hình. Lấy thêm con laptop để cấu hình. Bên này chúng ta cũng lấy con laptop. Ví dụ như là một chi nhánh ở Sài Gòn, một chi nhánh ở thành phố ở Vũng Tàu ha. Chúng ta sẽ dùng hai con laptop để cấu hình. Bây giờ kết nối nè. Hôm trước nếu mà chúng ta kết nối trực tiếp từ máy tính mà sang router thì chúng ta dùng cái cáp là copper crossover để mà chúng ta kết nối là cáp chéo. Còn bây giờ chúng ta kết nối PC qua switch thì chúng ta sử dụng cáp thẳng, strain out. Nhưng mà chúng ta dùng cáp thẳng thì chúng ta cũng kết nối qua cổng dây mạng Ethernet. Rồi qua đây. Như vậy với cái switch thì nó có đến 24 cổng. 24 cổng 10 cam. Và có 2 cổng 1000. 2 cổng cuối cùng là 2 cổng gigabyte 1000. Như vậy chúng ta sẽ kết nối cái đầu tiên 01, 02, 03 cho đến 020, 14. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ kết nối từ đây. Cái này là 01 nó lấy rồi,
thì bây giờ chỉ còn 02 thôi. Kết nối qua đây. Phát lên snap 00. Quay rồi, đừng có quay nữa. Rồi, tiếp tục. Chúng ta cũng kết nối ngược lại từ cái PC 2 sang SIP. Cũng tương tự như vậy. Chúng ta nối qua cổng 1. Cổng 1, cổng 2, cổng bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nhớ, tí nữa chúng ta phải nhớ là chúng ta kết nối qua đâu. Để mà chúng ta còn biết và cấu hình. Được chưa? Như vậy thì khi các bạn thấy đó, hôm trước chúng ta kết nối từ PC mà qua router mà chúng ta chưa có cấu hình gì hết thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ bật cái nút này là đỏ, nó chưa có xanh đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta nối từ PC mà sang switch là nó xanh ngay nè. Nó xanh ngay. Bởi vì cái thằng switch này nó truyền tín hiệu đến máy tính thì bản thân cái switch là nó không có IP. Kết nối. Nó mở. Kết nối và truyền dữ liệu để mà chia sẻ một cái điểm tập trung vậy thôi. Chứ nó không có IP cho nên là nó mở ngay. Nó tương tự bên này cũng thế. Và giữa hai cái router thì chúng ta sẽ dùng một cái kết nối khác. Nó là kết nối Serenal DCI. DCI. Đây, DCI ha. Chúng ta sẽ dùng cái kết nối đó. Như vậy các bạn sẽ chọn ở đây. Và các bạn sẽ chọn vô cái cổng là Serial. Serial. Đây là thầy chọn là Serial 0-3-0. Kết nối qua đây. Cũng vậy. Bây giờ các bạn kết nối xuống dưới cũng được. Hai cái đều giống nhau. Đó, nhưng mà mình dùng vậy để tí nữa mình dễ cấu hình. Rồi. Như vậy mô hình. Thầy ơi. Rồi nghe. Của em là router, em không có cái serial là em lấy sai router hay sao thầy? Đẹp vô. Thêm hồi nãy thầy chỉ thêm. Đây nè, thêm vô. Dạ. Rồi chúng ta sẽ kết nối cái cổng console vô đây để chúng ta điều khiển cái router. Tương tự như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cấu hình nhé. Bây giờ IP của PC 1. Vậy chúng ta thấy mô hình là người ta để bên cái này nguyên cái mạng này là 172.16.20.0-24.0 ha. Như vậy thằng này là chỗ này bị nhầm rồi, chỗ này là 10 chứ. 10. Cái mạng này là 10 nè, 172.16.10.0. Đây là 172.16.20.0. Này là 172.16.30. Thế nó sẽ sai. Chỗ này là 10 nhé. Ok. Như vậy thì IP của máy tính là 10, IP của bên router là 1. Rồi, cái mạng này chúng ta đang sử dụng là 172.16.10.0-24. Nhớ là xuyệt 24 có ý gì nhé. Xuyệt 24 là có ý gì đây? Xuyệt 24 là có 24. 24. Dạ có 24 bit subnet mask. Rồi còn 8 bit. Rồi còn 8 bit mạng. 24 bit ở phần net. Mình nói vậy thì nó sẽ dễ hiểu. Ở phần net. Ừ, 24 bit ở phần net. Rồi tiếp tục với cái mạng ở giữa thì chúng ta sẽ cấu hình là 172.16.20.0-20-30, tức là mình hạn chế tối đa các cái hot dư, hạn chế tối đa cái hot dư. Vậy bây giờ với cái IP, với cái địa chỉ mạng này thì IP của cái máy tính đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng đặt IP cho nó, cho cái cạc mạng đúng không nào, SNET 0 thì chúng ta đặt IP là 172.16.10.10 và subnet mask 24, cho nên chỗ này là 255. Được chưa? Rồi mình sẽ đặt IP cho cái router này. IP
đi cho cái router này. Còn bây giờ điều đầu tiên chúng ta có thể làm là chúng ta sẽ enable nó lên config terminal. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt IP cho cái cổng kết nối qua bên này trước, cổng kết nối qua máy tính trước để chúng ta thấy là nó có bật lên hay không. Như vậy cổng kết nối này chúng ta sẽ dùng cái gì các bạn? Interface gì nữa? Cái này nó đang kết nối qua đâu này? À đúng rồi, net không 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 sẽ không. Dạ, đây là cái cổng kết nối mà chúng ta kết nối qua bên kia nè. Phát Ethernet 0 xịt 0 nè. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì ở đây? IP address 172.16.10.1255.255.255.0 0. Rồi, no shutdown. No shutdown. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta đã bật nó lên rồi nè. Đấy. Như vậy hai bên đã nhìn thấy nhau nè. Bây giờ chúng ta đang đứng ở cái máy tính này. Nhưng mà thực chất trên cái máy tính laptop 2 này chúng ta không có IP, không có gì hết trơn á. Nối trực tiếp với router thì coi như là chúng ta đang đứng trên router nhé. Rồi, từ router mình có địa chỉ là .1. Bây giờ mình thử mình pin về chấm mấy nào. Pin đến chấm mấy? 172.16.10. Nếu mà mình pin .1 thì chuyện gì xảy ra? Là pin chính nó rồi. Nó pin lại máy đó. À rồi. Okay. Vậy mình sẽ pin chấm. Ok. Chấm 10 chứ. Cái máy tính PC này nè. Con máy này có 2.0. Cái máy tính PC này mình đặt hồi nãy chấm 10 mà. À chấm 10 luôn hả? Rồi. Ok. Trời. Đó. Chấm. Mình pin. Ủa tại sao chấm 10? Mình thích chứ. Tại máy đó địa chỉ là số 10. Đó. Mình thích mình đặt chấm 10 thì mình đặt chấm 10 thôi. Còn à. Chấm 100 là chuyện của mình. À. Ha. Đó. Mình muốn đặt nhiều đặt. Thích quân bắt quân. Rồi. Quân. Bây giờ từ cái máy PC này nè, mình sẽ pin ngược lại cái router coi nó có thấy không. Như vậy khi mà các bạn muốn pin ngược từ máy PC sang thì các bạn chọn desktop và các bạn chọn cái chỗ là compact. Như vậy thì chỗ này nó giống như là cái terminal mà mình hay xài ở trên máy tính của mình á, CMD đó, đúng không? Kiểu y chang cái cửa sổ này nè. Rồi, như vậy mình chọn vô đây. Đấy, các bạn thấy dấu nhắc lại C không? Còn nếu như mà bạn chọn cái lúc nãy là mình đang sẽ kết nối qua modem terminal, là kết nối qua một cái modem. Nhưng mà hiện nay là cái cổng com của mình nè, mình không có nối. Cho nên là khi các bạn chạy ra nó sẽ nháy đèn mà nó không có dấu nhắc lại. Được chưa? Bởi vì mình đâu có nối cái dây qua cái control này đâu, cho nên nó đâu có điều khiển khác. Chú ý ha. Đó, cho nên là mình sẽ chọn qua ring này. Và mình sẽ chọn pin 172.16.10. Chấm mấy nào? 10. Chấm 10. Chấm 10 là pin chính nó rồi. Mình đang đứng ở PC. Mình đang chấm, đứng ở PC là chấm 1. À, chấm 1 là mình pin đến router mình coi có hay không. Rồi mình thấy là nó trả lời là mình đã đi pin được thấy PC rồi đó. Ta thấy router rồi đó. Được chưa nào? Rồi tiếp tục ở bên router mình sẽ cấu hình từ bên này đi. Bên này nó thấy qua đây cái nè. Rồi cái IP bên này mình sẽ đặt IP cho nó là 172.16.30.30 để cho nó dễ nhớ thôi chứ không có gì hết trơn á. 30.30. Còn khi mà mình thiết lập hệ thống mạng thì lúc đấy các bạn sẽ có một cái bảng
quy hoạch IP. Cái bảng gọi là bảng quy hoạch IP, tức là những máy nào thuộc IP từ bao nhiêu đến bao nhiêu có thể là chúng ta sử dụng DHCP để chúng ta cấp, được chưa nào? Đó, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng IP rộng. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đặt IP cho cái cạc mạng ở bên này. Cái này là chúng ta đang thực hiện để kết nối qua cổng COM đây các bạn. Rồi chúng ta sẽ chọn enable config. Rồi interface fastnet 0.0 đúng không nào? Tại vì cái cổng mà mình kết nối qua đây cũng là cái cổng 0.0 đầu tiên. Đó, cổng 0.0 nè. Mình đưa trỏ vô, mình đừng có lấy chuột gì hết, rồi mình sẽ thấy nó hiện lên là cổng gì. Đó, cổng 0.0. IP address 172.16.30.1.255.255.255.0 no shutdown. Rồi như vậy chúng ta đã kết nối xong cái router thứ hai router qua PC. Okay. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đặt IP cho cái serial này, cổng serial này và cổng serial này. Như vậy thì các bạn thấy là đây chúng ta sẽ có cổng serial 10.3.0. Cái này cũng là 10.3.0. Đây chúng ta sẽ thiết lập IP cho nó. Quay trở ra, bây giờ mình đang đứng ở đây là mình đang đứng ở trong cái interface Ethernet, Ethernet. Bây giờ mình quay trở ra. Exit interface serial 10.3.0. Sai góc hình. Serino 10.3.0. Thank you.
cỡ Sentinel 0, Sheet 3, Sheet 0 thôi. IP 172.16.20. Bây giờ ở bên này chúng ta sẽ quy định là .1, còn bên này là .2. Như vậy chúng ta sẽ .2. Địa chỉ mà Sheet 30 là nhiêu các bạn? Hôm trước mình nói Sheet 30 là mấy rồi? Subtext Path này là bao nhiêu nè? Sheet 30 là nhiêu nè? Còn nhớ không? 255.255.255 Sheet 2552. No set down. Rồi, như vậy là chúng ta đã cấu hình được IP cho cái card Sentinel. Đó, Sentinel của chúng ta. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình cho cái card bên này. Enable config interface. Thầy cho em hỏi nè cái thầy. Rồi. Nói. Thầy sao trên cái phần laptop nè, lúc mà em nhập nhắc lại là router xong cái nhập enable vô, cái nó hiện là no password set là sao thầy? No password. Enable lên thì nó hiện nha. Yeah. No password set. No password set ha. Chưa có cái password để mà truy cập hả? Là do cái modem hôm trước mình đã đặt password rồi đúng không? Ủa phải không ta? Thế sao? Cái này anh làm cái mới. Thôi để em nghiên cứu thầy dạy tiếp đi thầy. 255.255.255.252. No shutdown. No shutdown. Như vậy sau khi mà các bạn đã làm xong thì bản thân là từ đây nó kết nối qua đây được rồi này. Như vậy thì ở ngay tại vị trí này, ví dụ ở cái máy tính là laptop 2 nè, mình sẽ sử dụng lệnh bin. Bin qua đâu? Bin qua 172.16.20.2. Bởi vì mình đang đứng ở cái router 2 nè. Mình bin qua cái router 3. Đó, thì mình sẽ bin là .2. Thì các bạn thấy nó báo là đã success, tức là chúng ta đã pin thành công. Tương tự vậy, chúng ta pin ngược từ cái laptop 3, tức là chúng ta đang đứng ở router 3, pin về router 2. Pin 172.16.20.1. Rồi, bây giờ mình pin đi đâu nữa? Từ PC1. Lúc nãy mình đã pin đến router này được rồi đúng không? 172 được rồi. Bây giờ mình sẽ pin thử đến cái địa chỉ là 172.16.20.1 được hay không? Mình pin thử đến cái 172.16. Cái này hồi nãy là mình pin đến .10 nè, nó cùng một mạng thì nó ok rồi. Mình sẽ pin đến 172.16.20.1. Request timeout. Như vậy cái hệ thống mạng của mình hiện nay, là nó chỉ mới kết nối nè. Thứ nhất, PC1 đến router 2.
cùng một địa chỉ mạng là 172.16.10. Từ router 2 đến router 3 thông qua cái cổng Serenor là 172.16.20.0. Từ router 3 đến PC 2 thông qua địa chỉ là 172.16.30.0. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta chỉ mới làm từng đoạn với nhau thôi, để mà hai cái hệ thống này từ PC 1 có thể thấy được PC 2 thì chúng ta phải có thêm một cái bài nữa là bài định tuyến. Bài định tuyến đó. Cho nên hiện nay đối với phần bài tập này các bạn làm nhớ lưu lại trên máy của mình. Hôm sau chúng ta định tuyến thì chúng ta chỉ vô thêm một hai lần nữa là chúng ta đã cấu hình từ cái modem này cho phép cái dãy mạng ở bên trong thấy được cái dãy mạng bên này, được chưa? Như vậy chỉ cần chúng ta làm xong cái phần này rồi chúng ta thêm một vài lần nữa để cấu hình cho nó là chúng ta đã thấy, được chưa nào? Như vậy thì các bạn bây giờ các bạn sẽ cấu hình, thầy sẽ chuyển cái file video mà quay lúc nãy cho các bạn nhé. Cấu hình đến đây.